Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến thăm trường Anh ngữ CIA tọa lạc trên đảo Mactan của Philippines. Dù CIA không gần trung tâm thành phố Cebu, nhưng trường lại nằm gần với lại sân bay quốc tế Mactan, cho nên khi các bạn đến nơi thì chúng ta sẽ di chuyển về trường chỉ mất tầm 15 đến 20 phút. Ngoài ra thì đây là một khu vực yên tĩnh, rất phù hợp để các bạn có thể tập trung học hành. CIA là một trong những trường có quy mô lớn nhất hiện tại, lên đến 700 học viên, và là một trong những trường được xây dựng theo phong cách resort có diện tích lên đến 19.000 m², lớn nhất tại Philippines hiện tại. Khác biệt của CIA so với các trường khác đó là bạn sẽ được học tập và sinh hoạt trong một môi trường có cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn khách sạn. Từ năm 2022, CIA là đối tác chính thức của IDB. Vì vậy, ngay tại trường, các bạn có thể thấy có một trung tâm khảo thí của IDB. Cho nên, nếu là một học viên IELTS tại CIA, bạn sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi nếu có ý định thi tại trường. Các quyền lợi đó bao gồm các bạn có thể được đăng ký và thi ngay tại trường, không cần phải di chuyển xa xôi, có thể làm quen với không khí và các thiết bị trong phòng thi thực tế, củng cố tinh thần và tự tin hơn trước khi thi. Đồng thời, đội ngũ giáo viên của trường cũng sẽ cập nhật cho bạn những thông tin mới nhất do IDB phổ biến. Khu vực lớp học, nhà trường cũng tương tự như các trường Anh ngữ khác, là bao gồm các lớp 1-1, lớp nhóm, và tất cả các phòng học đều được thiết kế bằng cửa gỗ sang trọng, cách âm tốt. Ở đây chúng ta nói thêm một chút về khóa học thế mạnh của CIA. Bên cạnh các chương trình giao tiếp hoặc là các chương trình du học hè cho trẻ em, thì IELTS chính là một điểm nhấn mà các bạn có thể lựa chọn tại ngôi trường này. Các chương trình IELTS tại CIA cung cấp đầy đủ từ cơ bản cho đến nâng cao và có cả các khóa đảm bảo điểm từ 5.5 cho tới 7.0 tùy theo cái yêu cầu đầu vào. Nếu tham gia chương trình đảm bảo điểm, bạn sẽ được miễn phí thi IELTS chính thức một lần và miễn học phí một tháng nếu không đạt điểm đảm bảo như nhà trường đề ra. Tuy nhiên, các bạn lưu ý khi học đảm bảo chúng ta phải tuân thủ rất là nhiều quy định và sẽ có một chút áp lực, nhưng mình tin chắc rằng điều đó sẽ xứng đáng khi các bạn đạt được kết quả. My name is Melissa, and I've been teaching, or I've been working with CIA for the past 10 years. Want to be part of CIA? Okay, so they have to make sure that they are graduate of an education, so it's 4 years of degree, or in short, they must be a degree holder. Yeah, so our teachers here, of course, we prioritize teachers of experience, especially for special classes. Mentioning of special classes, we have
IELTS, business, TOEIC, and CalNet. And of course, no one started as intermediate or excellent. Everyone started as beginner, just like how I started CIA. We also, how can I say that? We don't discriminate fresh graduate or teachers who don't have experience, but we make sure and manage to give them the extensive training before they're ready to teach. Ký túc xá của CIA mang đến cảm giác khách sạn 5 sao với trang bị đầy đủ bao gồm giường, nệm, chăn, ga, gối, tủ lạnh. Phòng nào cũng có ban công, nhiều ánh sáng và mát mẻ. Đặc biệt là sử dụng khóa thẻ từ, rất an ninh. Sau giờ học để giải trí thì tại CIA các bạn cũng có rất nhiều cách thức lựa chọn. Ví dụ như các bạn có thể uống cà phê, trò chuyện với bạn bè tại khu vực cafeteria, hoặc là các bạn có thể tập gym, chơi thể thao, chơi bia tại khu vực phòng gym, phòng yoga cực lớn của trường ở tầng trên. Bên trong trường cũng có một cái siêu thị mini nhỏ
các bạn có thể mua đồ ăn thức uống, đồ ăn vặt, những cái vật dụng cá nhân cơ bản tại đây. Nếu các bạn đang muốn tìm kiếm một ngôi trường vừa có chất lượng dịch vụ, vừa có chất lượng giảng dạy tốt, thì CIA chính là lựa chọn dành cho các bạn đó. I would love to welcome future students. Okay, I would love to tell you that choosing CIA in the future, I'm pretty sure you will be in good hands. Our teachers here, as I've mentioned, they are certified teachers, and most of our students who have taken the real public test have gotten their band score or their target score. So I'm pretty sure we can do that also to you guys. So I hope to see you soon. I'm looking forward to meet you here in CIA, and CIA is always open to welcome you.